Rồi hôm nay thị xã Vĩnh Châu có tổ chức cây gạo ATM nha các bạn ơi. Rồi quay hình ảnh đây cho các bạn xem nha. Rồi được tổ chức tại Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu. Bây giờ là hiện tại bây giờ là gần 8 giờ rồi. À, đây là mấy anh bảo vệ rồi. Lần được 2 ký gạo với tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người dân lao động nghèo bớt nỗi lo toan, có thêm những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình. Máy ATM phát gạo là sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với người nghèo trong hoàn cảnh hiện nay, mang tính cộng đồng sâu sắc, hy vọng sẽ phần nào san sẻ yêu thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuối lời, thay mặt tỉnh Sáng Ngọc Châu Nhân, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo và toàn thể bà con luôn được thân an tâm lạc, vạn sự cát tường như ý. Xin trân trọng kính chào. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thị xã có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương, chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ thông qua tỉnh Sáng Ngọc Châu Nhân và phối hợp với chính quyền địa phương mà từ các nhà tài trợ đó có được các cây ATM gạo này cho nhân dân nghèo của thị xã Châu thì một điều quá quý, vô cùng quý. Đó, xin một lần nữa thì rất là cảm ơn và cũng hy vọng rằng cái cây ATM này mình được triển khai lâu dài, được hỗ trợ nhân dân lâu dài. Ở đó thì cái điều tiếp theo đó là cũng đề nghị là cái cây ATM này sau cái buổi lễ ra mắt này đó thì mình nên chọn một cái vị trí khác đẹp hơn để cho nhân dân người ta thuận tiện để người ta nhận được cái phần quà này. Chúng ta làm nó chu đáo hơn. Buổi lễ đến đây thì kết thúc. Xin mời quý vị đại biểu nghỉ. Tiếp theo đây thì xin mời các anh kỹ thuật viên để khởi động máy vận hành để phát gạo cho bà con. Xin mời cùng. Rồi đây bà con xếp hàng vô ngắt đông quý vị. Đây phần gạo là một người chỉ nhận được 2 ký. Ở đây bà con trước khi bước vào nhận gạo thì anh em đây có cho bà con rửa tay diệt khuẩn, và không có khẩu trang thì ở đây sẽ tặng cho khẩu trang. Rồi đây bà con chờ đợi cũng rất đông nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời, máy tự động cắt cho một người là 2 kg gạo mà con. Đây là số gạo mà các nhà tài trợ đã đem đến cây gạo ATM của quý vị các bạn. Con vô đứng bạn có 2 mét nha bà con ơi. Rồi bên đây cũng có các anh em bên công an đứng cho bác bà con lãnh gạo. Đứng chơi chơi đi bà con, 2 mét đi, 1 mét đi. Rồi bà con đứng rất đông nha, đang chờ lãnh gạo. Cho hết cấp này là cho qua một trường đó. Qua bản thôi, qua đây không được.